Chiến hữu cùng tất cả quý vị, tôi là Mũi Xanh Lý Cây Bình, tối hôm nay bị đề cử lên để điều khiển chương trình khai mạc tối hôm nay, và tôi xin được trình diện trước tất cả quý vị. Và kính thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ bước vào phần nghi lễ. Kính mời tất cả quý vị vui lòng nghiêm chỉnh đứng lên hướng về quốc kỳ. Lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Xin chào. Xin chào. Bắt đầu. Sinh vì lý tưởng tự do, đặc biệt để tưởng nhớ đến tất cả những thủy thần Mũi Xanh
đã hiên ngang, anh dũng, hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do cho miền Nam Việt Nam và tô đậm một cờ sắc áo. Súng anh em bắt bắt đầu. Là chấm dứt. Đem xuống. Xuống. Phải đổi hướng. Trước. Bước. Thank you.
Anh tay xuống. Oh.
cháu. Cầu xin tóc em còn màu xanh, xin má em còn nồng và môi em vẫn. Dưới sân khấu có một cái thùng là chúng ta vui nhưng không quên những đồng đội của chúng ta ở đây hoặc là những ở quê nhà là đang trong cái diện mà bị thương trong những cái trận chiến chiến đấu với những quân thù
chúng tôi tạm gọi là những quý vị thương phế binh. Một lần nữa chúng tôi trên đây chúng tôi có để cái thùng, thì tùy các cử cao duy quý vị có thể của ít lòng nhiều, chúng ta vào đây để bỏ vào đây để giúp các chiến hữu của chúng ta, các đồng đội của chúng ta ở quê nhà. Và một lần nữa xin thân thật cảm ơn. Chúng tôi xin lỗi chị Hờ, chị Liên, mời chị. Tâm thật là hồi hộp.
thời. Xin cảm ơn anh Hiếu và Tân Hữu. Gió cuốn.
là 8714, 8714 là số trúng của cái lô thứ tư của chúng tôi. Hiện tại chưa có người kiểm tra số, thì chúng tôi bây giờ bắt đầu sổ. Lần thứ nhất cho lô trúng cái nón bò 4 số cuối 8714. Nếu không có ai lên nhận, chúng tôi sẽ sổ số lại. Không, khác là đuôi dân đi. Lần thứ nhì. Đuôi dân phán nè. Là Nguyễn Tấn Tài nè. Đuôi dân phán là Nguyễn Tấn Tài nè. Lần thứ ba. Xin mời anh bốc lại số khác đi. Em nữa nè, đứng đây nè. Chiếc nón bò này lô vừa rồi không có người lên nhận nên chúng tôi sổ lại. Vé mang số 47, 86, 5, 9. 4 số chót là 86, 5, 9. Ai cầm cái ticket 86, 5, 9 xin kính mời lên đây, xin mời lên đây để nhận luôn. Chúng tôi xin nhắc anh Luân, tiểu đoàn 3 số biển. Anh hai mùa mưa mây mù che đèo đường về, đêm rừng núi lạnh buốt mái bông số xuống thăm cánh nghiệp từng giờ trái cầu siêu xuyên cầm lá mây chung nghe mùi tan tóc đâu đây tâm hồn xe tình thương người và người cho đời lên.
Xin cảm ơn anh Phong. Có người lên tặng bông mà nói nhỏ nhưng tôi nghe được đó nha, bảo anh hát hay lắm. Dạ kính thưa quý vị, không phải tự hào nhưng lính chúng tôi đánh giặc rất là giỏi nhưng mà hát cũng rất là hay. Phải không quý vị? Đúng rồi. Và có một cái tâm sự của tôi. Ngày xưa thôi chứ bây giờ không phải bây giờ, nếu mà ngày xưa mà người yêu của tôi tới nhà thăm tôi là tôi cầu cho trời mưa. Để đường xa ướt mưa tôi không cần phải đưa em về và em cũng không cần phải về. Dạ kính thưa quý vị, những lời hát này sẽ không được hát thành lời mà sẽ được một chiến hữu của chúng ta Mũ Xanh tiểu đoàn 3 Sói Biển đến từ Louisiana sẽ thổi một bản saxo để thay đổi một không khí với nhạc phẩm Đường Xa Ướt Mưa. Xin thưa quý vị cùng thưởng thức. Xin mời anh. Tiểu đoàn 9 và 3 tiểu đoàn pháo binh
công binh quân y và truyền tin, và một mặt là sư đoàn và mặt kia là tiểu đoàn. Thì chúng tôi muốn bán cái số này để chuyên pháo binh cho tổng hội thượng quân chiến. Xin quý vị ủng hộ và quý vị có thể liên lạc với những trang bộ ngọc và chị Mai để giúp cho chương trình chuyên pháo binh của chúng tôi. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị. Hội Houston ủng hộ 100. Xin cảm ơn anh Phán thay mặt cho ba mũ xanh được cấm bờ. Anh Luân mới thổi kèn saxo gửi tặng cho thứ tương với mình 100. Và anh Hải là mũ xanh, thường mũ xanh tiểu đoàn 9 thì quân lục chiến gửi 200. Và tổng cộng chúng ta có 400 cho thương với mình. Anh Thuận ở dưới Nam Ca Đi lên ủng hộ cho Thương Với Bình 50. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Xin cảm ơn. Tôi không tham, không tham có nàng phụ tình. Tôi không mê nét đẹp lộng lẫy giai nhân. Thank you.
Xin cảm ơn quý vị. À Tuấn Sữa, dạ Tuấn Sữa, dạ. Dạ đây là anh Tuấn Sữa và đây là anh Tông Huy Đính, hai người đã trực tiếp thực hiện những cái áo gửi đến tất cả quý vị. Gà. À gà con. Già quá rồi cứ quên miết thôi quý vị ơi. Hai bộ nhớ còn con miếng ở đây còn miếng này hơn. Dạ chúng tôi tiếp tục sổ số anh Tuấn, anh mới bóc cho một cái solo này để coi cái số mấy nhỉ. Vé mang số 47, 87 và 57. 87, 57. Có cái nón xanh và cái logo bằng đồng của Thứ quân Lục Chiến. Dạ kính thưa quý vị, đây là một món quà rất là giá trị trên tinh thần của những chiến hữu mũ xanh ngày hôm nay còn tồn tại tại đây. Xin quý vị dò lại số của mình, coi có trúng được cái lô này không? 47, 87, 57. Ở ngoài kia có dò số chưa? 87, 57, 4 số chót sẽ lại được trúng cái lô thứ 3. Cái nón xanh và logo đồng đồng từ quân Lục Chiến. Không. Lời kêu gọi lần thứ nhất. 87, 57 lần thứ nhì. Có chưa? 87, 57. Chúng tôi sổ lần thứ nhì cái nón xanh. Dạ kính thưa quý vị, vé mang số 47, 87, 05, 47, 87, 05. Anh gì vận tải ngồi cuối sao thấy anh dòm số có trúng không? Dạ chúng tôi tạm giữ lại cái số này ở đây để chờ có người được cầm cái ticket lên đây để cắt bớt thời gian của quý vị. Chúng tôi sẽ sổ tiếp tục cái lô kế tiếp là lô thứ nhì. Dạ kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ sổ lô thứ nhì và lô thứ em quý vị. Xin cảm ơn anh Nguyễn Lương Tài Thành. 47, 85. Không biết có trúng cái số của anh không đó anh. Hai số chót là 84. Ai có mang số 478584? Lần nữa 478584 là giải thưởng một bộ đồ bệt có logo của Thứ quân Lục Chiến vai và túi áo. Và chúng tôi càng đã dùng thau vàng rửa tay cách đây mấy ngày. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho anh Cang. Và anh Cang đã bốc một cái số rất là dễ thương. Dạ kính thưa quý vị, số đó là 87. Bốn số chót thôi nha, đọc nhiều số quá tôi khan tiếng rồi. 87, 4, 9. 87, 4, 9. Ai cầm cái ticket này? Có người trúng rồi hả? Mời anh lên đây. Mời anh đem cái ticket lên đây. Anh chúc mừng anh. Xin tất cả cho anh đậu một tràng pháo tay. Ok, cảm ơn. Anh đã bắt đầu đã có, anh nói anh có rồi mà mùa này nóng lắm anh chưa dùng tới. Thành ra anh gửi tặng lại cho ban tổ chức. Ban tổ chức có thể bán. Bây giờ ban tổ chức muốn gì? Để gây quỹ luôn. Ai là những người ở Canada? Cảm thấy cần có thể trả tâm 200. Lên đi. Không đâu dám. Ok, 200 giao anh. Cho anh đây, con tay. Anh có tặng
tặng lại cho ban tổ chức không ạ? Cho anh tặng trà phố ngay với đi và anh ấy thích. Chiếc xe lật mà anh đền bằng cái áo xô thì rẻ quá. Quý vị nhìn thấy được tình cảm đồng đội của anh em chiến hữu Vinh Phú Xanh chúng tôi cho tới giờ phút này vẫn không tàn phai. Chúng tôi không tiếc một ý cảm ơn đến tất cả quý vị đại bàng thẩm quyền chiến hữu Vinh Phú Xanh, gia đình và nhất là cái ban tổ chức ngày hôm nay là những chiến sĩ mũ xanh rừng cấm. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin quý vị cho chúng tôi một tràng pháo tay giúp chúng tôi. Cảm ơn. Đồi hoa xin môi những đồi hoa diêm tím chiều hoang biển đêm. Bao chuyện ngày xưa đang yêu hoa diêm tím khi còn tóc vui vơi. Mấy lúc sông pha ngoài chân tuyến nay hẹn đường ngày về. Tuần cho lại đến bây giờ
cảm ơn người làm cho theo anh tắm mối tình quê có phân châu có đường dâu thiên đường này mơ bao đầu chuôn chùa làn xa chiều lại vang bếp bay lên khói ấm tình thương bát cơm đâu khói ấm tình quê có con trâu con đường đâu trên đường này mơ ước bên này thắp họ đấy nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã làm tròn hai nhiệm vụ cho người thương phê bình và cho người nằm xuống. Dạ kính thưa quý vị. Lên sân khấu với nhạc phẩm gì hát lên quý vị biết tôi không biết. Em xin mời quý vị cùng được nghe. Bao chiều
quê nhà gửi lời cảm ơn nồng nhiệt đến tất cả quý vị đã có lòng và nghĩ đến anh em chúng tôi. Chín rồi. 20. Đúng rồi, 50 là được 20. 21 22. Đô la Mỹ và 50 đô la của Canada. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Và sau đây chúng tôi xin kính mời anh Tổng Hội trưởng Đương Kim Tổng Hội trưởng quý gia này để cho thương quý vị của chúng ta về nhà. Thiếu tá Phạm Khang Đương Kim Tổng Hội trưởng Tổng Hội của quân chiến. Thank you.